Điện quan tiên sinh. Điện quan tiên sinh, chúng tôi về rồi đây. Qua xem thử đi. Điện quan tiên sinh. Điện tiên sinh, ông sao vậy hả? Có chuyện gì sao? Hai người mau ngồi xuống. Từ sau khi Hàn Thiếu Hiệp tới gặp ta, ta nghĩ hai người chắc chắn cũng biết. Thật ra thì ta chính là người của thái tử nước Yên. Vì vậy ta muốn... Điện quan tiên sinh, ông đã cứu chúng tôi nhiều lần. Mấy năm qua, nếu như không có ông nâng đỡ chúng tôi, trong lúc nguy nan, e là chúng tôi đã khó giữ được mạng. Huống hồ, trong lòng tôi và Lan Nhi đã xem tiên sinh như bậc thầy bậc cha từ lâu rồi. Nếu như Điện quan tiên sinh có chuyện gì cần Kinh Kha giúp đỡ, cứ việc nói thẳng ra. Nếu không, Kinh Kha sẽ cảm thấy mình làm người thất bại, ngay cả ông cũng không dám tin tôi. Phải đó tiên sinh à, ông có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ, ông cứ nói thẳng ra. Chuyện quá cấp bách, thật không dám giấu. Lão phù quá thật muốn nhờ một chuyện. Điện quan tiên sinh cứ nói. Nếu như Kình Thiếu Hiệp đã luyện thành Cốc Lạc kiếm pháp quy chân thiên hạ, ta muốn nhờ cậu ra tay giúp ta đi cứu một người. Tiền bối có ơn sâu nặng với tôi, vạn bối quyết không khứ từ. Nhưng mà chuyện này không đơn giản chút nào. Ta không có ý nghi ngờ kiếm pháp của cậu. Ta chỉ nói sự việc lần này không phải vấn đề võ công cao hay thấp. Nếu vậy thì ta muốn nhờ Kinh Thiếu Hiệp đến Hàm Dương của nước Tần để cứu Yên thái tử còn tinh ở Tần. Hả? Ý của tiên sinh là chúng tôi phải vượt qua sự canh phòng của Hổ Bôn Quân ngay dưới chân Bá Dương Tần Dương, sau đó cứu thái tử Đan một cách thần không biết quỷ không hay. Đúng vậy. Nhưng mà nếu có gì không tiện, lão phu quyết không nói gì, không cần miễn cưỡng. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Tôi cũng đi chung, như vậy trên đường đi cũng có người tiếp ứng. Thôi đi Lan Nhi, vết thương mới lành, lỡ như có chuyện gì thì... Nhưng mà tôi... Lan Nhi cô nương, Lan Nhi cô nương không cần lo lắng. Nếu như lão phu đã nhờ Kinh Thiếu Hiệp thì ta đã có chuẩn bị. Lần này cũng còn mấy vị tử sĩ của nước Yên giúp sức. Điền mộ xin thay mặt thái tử điện hạ đa tạ Kinh Thiếu Hiệp. Tiên sinh. Hôm trước huynh nhận được bức thư này, Điện quan tiên sinh đã nhờ người giao cho huynh. Trong thư nói là sư đệ sắp tới Hàm Dương. Sư huynh thật sự quyết định sẽ cứu thái tử Đan hay sao? Sư muội, sao muội nghe tin này mà không ngạc nhiên gì hết vậy? Tại vì trước đó người đưa tin thái tử Đan bị giam nói cho Điền quan tiên sinh biết chính là muội. Đúng như muội suy đoán, Điền quan tiên sinh cũng không nói cho sư huynh biết chuyện muội đưa tin. Muội có biết nguy hiểm lắm hay không vậy? Thái tử Đan là bằng hữu của muội, huynh ấy cầu cứu muội, sao muội làm ngơ được chứ? Chúng ta cũng hiểu rõ huynh ấy phải quay về nước Yên. Nếu như gia gia ở chốn suối vàng biết chuyện, gia gia cũng muốn muội làm vậy thôi. Tại sao muội phải đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ? Nếu như Doanh Chính biết được thì muội có thể mất mạng đó. Tại vì muội biết Đại Dương cũng không phải cố giam lỏng thái tử đâu. Đại Dương làm chuyện này là do Đại Dương trọng sĩ diện. Sư huynh, huynh nghĩ thử xem, Đại Dương là vua của một nước, bây giờ nước Tần lại đứng đầu trong bảy nước. Nếu như lúc này Đại Dương thả con tin về nước, người trong thiên hạ sẽ nghĩ sao về chuyện này? Cho dù là vậy, muội cũng đâu cần phải nhúng tay vào. Nước Yên thì có liên quan gì tới muội chứ? Tại vì muội nhận ra, thật ra Đại Dương xem Yên thái tử Đan là bằng hữu tri giao của mình. Bây giờ Đại Dương quyết định giam lỏng thái tử Đan ở Tần cũng không có ý nghĩa gì lớn hết.
Nếu như mà muội có thể giúp được Thái tử Đan rời khỏi nước Tần này, cũng xem như đã giúp cho Đại Dương. Ta thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc muội đang vì Doanh Chính hay là vì Thái tử Đan đây? Sư huynh à, trước đây gia gia thường nói, chúng ta thân là một nghĩa hiệp thì có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Nếu chỉ vì an nguy của chính bản thân mà làm ngơ trước sự việc thì đó không phải là muội rồi. Cho dù là muội không lo nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Muội tin là cho dù sự việc này có gặp phải vấn đề, Đại Dương cũng sẽ không trút giận lên Thiên Minh đâu. Muội nghĩ như vậy cũng chỉ là ý một chiều mà thôi. Chúng ta sống trên thế gian này, có chuyện nào không phải là ý nghĩ một chiều chứ. Được rồi, muội đừng bận tâm chuyện này nữa, cứ giao cho ta làm. Vậy sao mà được? Thái tử điện hạ đã nhờ giả muội, sao muội có thể giao chuyện này cho đại sư huynh, còn muội thì bỏ mặc được? Chúng ta thân phận khác biệt, nếu sự việc bị lộ, ta có thể bỏ chạy là xong. Muội thì sao? Muội sống trong chốn thâm cung, nếu như có chuyện gì, đây là tội khi quân đó. Nhưng đại sư huynh à, nếu như bây giờ muội không đích thân làm chuyện này, muội sợ sẽ có nguy hiểm lớn hơn. Huống hồ, cho dù sự việc tiến triển tới đâu, Đại Dương cũng không thể nổi giết muội. Nếu như muội đã quyết định, chúng ta cũng không còn đường quay lại nữa. Chỉ có điều phải lôi sư huynh vào chuyện này, trong lòng muội rất áy náy. Muội đang nói cái gì vậy chứ? Ai? Thanh Nhi, Thanh Nhi, phu nhân. Thanh Nhi, lúc nãy ngươi đi đâu vậy? Lúc nãy Thanh Nhi muốn đi mau xí, vì vậy tự ý rời khỏi đây một lát. Xin phu nhân thứ tội, Thanh Nhi không dám nữa. Thanh Nhi sai rồi. Được rồi, tiếp tục đứng đây canh chừng cho ta. Sao vậy? Không sao, muội chỉ cảm thấy chúng ta cảnh giác một chút vẫn hơn. Đi tiên sinh. À, Trình Thiếu Hiệp, lần này ngay cả trường kiếm cũng không mang theo sao? Đi tiên sinh không cần lo, Kinh Kha đủ tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ ông giao phó. Nếu như Kinh Kha Thiếu Hiệp đã nói vậy, đương nhiên lão phu yên tâm. Đi thôi. Kinh đại ca. Lan Nhi, sao cô lại ra đây? Bên ngoài này gió lớn, không tốt cho sức khỏe đâu, cô mau vào phòng đi. Kinh đại ca, huynh phải cẩn thận nha. Nếu như huynh có bề gì, cái làng sẽ... Đừng lo lắng, với võ công của ta hiện nay, đừng nói là Hàm Dương, cho dù xuống địa ngục cũng có thể thoát thân một cách bình an. Tôi biết bây giờ võ công huynh phi phàm, nhưng mà chuyện gì cũng có sự bất ngờ. Nếu có chuyện ngoài ý muốn... Bất ngờ ngoài ý muốn đều nằm trong cốc Lạc kiếm pháp, ta có thể dùng chúng để chế địch thì sẽ không bị chúng làm ta bị thương. Đừng nghĩ quá nhiều, ta nhất định sẽ bình an quay trở về. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Vào phòng nghỉ ngơi đi. Lan Nhi yên tâm. Cẩn thận nha. Hãy subscribe.
sư huynh, muội tin huynh nhất định sẽ làm được. Nếu không thể thành công gì thì phải chết tại nước tận này. Đại Dương, uống chút nước đi. Lý Trọng hàng thân cầu kiến. Thần tham kiến Đại Dương. Tham kiến Đại Dương. Miễn lễ. Sao lại cầu kiến? Đại Dương, Trung Lang tướng hộ bổn quân bẩm báo, từ khi vào mùa đông, Thái tử điện hạ cứ bệnh không khỏi, đại phu cũng không biết bệnh, đã nằm trên giường nhiều ngày rồi. Yên Đang bị bệnh. Dạ phải, thần đến đây để bẩm báo, có cần truyền thái y đến phủ bắt mạch cho thái tử hay không? Lý Trọng, ngươi lệnh cho Nguyễn Thanh canh phòng nghiêm ngặt hơn, trong lúc này không thể có gì sơ sót. Thần tuân chỉ. Đại Dương, có cần để thiếp thay người đi thăm không? Bây giờ thiên hạ ai cũng biết Đại Dương không cho thái tử Đang về nước. Thái tử Đang này đã lâm bệnh, nếu như Đại Dương không hỏi han tới thì thiên hạ nhất định sẽ cho rằng Đại Dương là một người rất bạc tình bạc nghĩa. Nếu như thần thiếp thay Đại Dương thăm bệnh thì vừa đúng lễ nghĩa, cũng không phải là quá đáng. Được. Hàng thân. Có thần. Ngươi dẫn theo một vị trung úy theo phu nhân đến đó. Di thần tuân lệnh. Đa tạ Đại Dương. Không có Dương mệnh, bất cứ ai cũng không được vào phòng thái tử. Di thần bái kiến Lệ phu nhân. Lệ phu nhân thay Đại Dương tới thăm bệnh, đây là ý chỉ của Đại Dương. Cung thỉnh phu nhân vào trong. Thái tử điện hạ, Lệ phu nhân cầu kiến. Mời phu nhân. Thái tử điện hạ, bổn cung nghe nói người không được khỏe nên tới thăm người. Chút bệnh phong hàn, chỉ là toàn thân mệt mỏi, làm phiền phu nhân đến thăm. Yên Đang cảm thấy rất ngại. Đại Dương có chính sự phải lo, nhưng vẫn quan tâm tới thái tử. Đại Dương nói bổn cung thay Đại Dương tới thăm người, thái tử không cần phải ngại gì đâu. Cho dù là vậy,
Yên Đan vẫn phải đa tạ phu nhân. Thật ra hôm nay bổn cung tới đây cũng có mang theo một phương thuốc chữa bệnh cho thái y kiến nghị. Phu nhân khách sáo quá, dám hỏi đó là phương thuốc gì? Thái tử đang bệnh lại nhớ quê nhà, bổn cung muốn hát một bài ca dao thuộc về nước Yên để thái tử nguôi ngoai nỗi nhớ, sau khi tinh thần phấn chấn nhất định có ích cho việc chữa trị phong hàn. Vậy đành phải nhọc lòng phu nhân. Chi